Sao nè hả? Tụi giống ai mà cái mỏ nhọn quá vậy hả? Hả? Nè, ở nhà ngoan nghe chưa? Mai mốt bà về bà ghé bà thăm nha. Ủa? Đó là con Lan, là bạn gái con trai mình mà. Trời, nó đòi mẹ hả? Nè, em ẩm nó đi. Nè, ngoan nha, ở nhà với mẹ nha. Mai mốt bà về bà thăm ha. Sao nó kêu đứa bé đó là con? Còn cái thằng kia lần nào? Thôi anh đi nha. Nè, lần sau có tới á, anh báo trước cho em nha. Ba đi nha. Hả? Hả? Không lẽ nó cấm chùm con trai mình? Lan. Ba. Cô giỏi lắm. Vô nhà, tôi có chuyện muốn nói với cô. Thằng Khang đâu? Thằng Khang, mày ra đây tao biểu. Ủa, ba lên hồi nào sao ba không kêu con đi trước? Trời đất ơi. Đã em... Chuyện này nè, mày giải thích cho tao nghe. Chuyện này là sao? Nói. Thật ra là Lan với Khoa là người yêu cũ của nhau. Rồi sau khi chia tay, Lan mới biết là mình có thai. Lúc đó hai người cũng đã chia tay rồi, không có còn vướng bận gì nhau nữa hết. Và Lan quyết định là sẽ nuôi con một mình. Rồi sau này Khoa có lui tới để thăm hỏi, rồi trợ cấp một phần chi phí để nuôi con. Tại sao chuyện này trước giờ mày không nói cho tao nghe? Lan cũng có khuyên con là nên nói cho ba biết, nhưng mà con cản cổ. Con sợ tính ba nóng, nói ra mất công ba giận. Với lại ba không có chấp nhận một người phụ nữ đã có con, cho nên là con giấu ba luôn. Mày đừng có lý lẽ nữa. Nếu tao không lên đây, tao không biết chuyện này á, rồi hai đứa bay giấu tao tới bao giờ? Ba, con xin lỗi ba mà. Không dám. Tôi không dám nhận tiếng ba này của cô đâu ha. Hơn nữa, thằng con trai của tôi á chưa có kết hôn với cô. Mà tôi nghĩ cả cuộc đời này á, cái chuyện kết hôn này sẽ không bao giờ xảy ra. Thằng này không kết hôn được, ba con đã cầu hôn Lan rồi mà. Mày cầu hôn là mày hủy hôn cho tao. Mày nhìn đi, nó là gái một con. Mày là con trai tâm, tương lai mày còn phơi phới à. Mày nghĩ sao mày đâm đầu vô nó? Rồi sau này tương lai mày làm bao nhiêu tiền á, mày nuôi con thiên hạ hết hay sao? Con của Lan thì cũng sẽ là con của con. Sau này con có nuôi nó, con không chấp nhận lấy bất kỳ ai ngoài Lan hết đó ba. Trời ơi trời, nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú rồi hả? Sao mày ngu dữ vậy? Mày nhìn đi, ràng ràng trước mắt đó, cái thằng người yêu cũ đó vẫn còn qua lại chăm sóc nó ha, tình tứ như vậy đó. Ông bà xưa có câu, tình cũ không rủ cũng tới mà. Rồi mày ngồi đó đi, rồi mày đợi nó cắm trên đầu mày mấy chục cái sừng, rồi mày mới sáng mắt ra hả? Không bao giờ có chuyện đó đâu ba. Lan là một cô gái tốt, cô không có làm như vậy đâu, ba đừng có lo. Được, tao nói với mày giống như nước đổ đầu vịt, tao quyết định luôn. Tao còn sống ngày nào, tao cấm cái con nhỏ này, gái một con, bước vô gia đình làm dâu của tao. Ba, ba bình tĩnh nghe con nói đó ba. Ba. Ăn cơm luôn đi ba. Dạ. Toàn không có nổi. Nhìn cái bản mặt này sao nuốt vô được chứ. Cô đó, chừng nào á cô mới ra khỏi nhà này? Cô ở trong nhà con trai tôi lì quá vậy. Ba, lâu lâu ba mới lên chơi với con mà tự nhiên cứ lớn tiếng suốt ngày à. Ai làm gì đó kệ ai, nhưng mà lâu lâu chơi với con là phải vui vẻ nha. Hỏi cái gì đâu mà ăn cơm à, hôm nay con thấy có ba. Ai là ba cô? Dạ, có bác lên chơi, con có nấu món cá mà bác với lại em thích ăn á, thôi để chị lấy lên. Ờ, dạ. Chị ngồi xuống ăn luôn đi, chị làm từ sáng tới giờ rồi. Con bị sao vậy? À, món cá này con thích ăn lắm mà, ăn đi. Ờ, dạ, chị. Ừ, cảm ơn em. Đây, toàn ly cho nóng. Ăn đi con. Bữa nay nó bị cái gì vậy? Đúng là cái món cá này nó thích ăn mỗi ngày mà. Chết rồi. Nè, chuyện gì đã xảy ra? Nói! Dạ, con có thai rồi. Trời đất ơi! Ơi,
Bác ơi, bác bình tĩnh đi bác. Có gì từ từ nói chứ, em nó đang có thai mà, lỡ có gì á nguy hiểm lắm bác. Ngày mai mày kêu gia đình nó qua đây gặp tao. Nhưng mà tụi con chia tay rồi bác. Chia tay rồi mày kêu nó quay lại, nghĩ gì sao? Nó ăn ở với mày có thai rồi, rồi nó bỏ mày, rồi hàng xóm ta cười vô mặt tao sao? Mày không thấy thằng anh mày sao? Nó đi quen mà có con gái một con rồi, chưa đủ nhục hay sao? Còn mày chưa có chồng có chữa, hai anh em mày muốn tao tức chết hả? Tao không nói nhiều, ngày mai mày kêu mẹ nó qua gặp tao. Dạ, mời chị dùng nước. Hôm nay tôi mời chị qua đây để tôi chào chị một tiếng, cho hai bên biết nhau, rồi sau đó mình làm đám cưới cho hai đứa nó luôn. Cái gì đám cưới? Anh nói cái chuyện gì vậy? Hai đứa tụi nó chia tay nay hơn một tháng rồi, tự nhiên bây giờ kêu cưới. Cưới là cưới làm sao? Chuyện tụi nó chia tay tôi cũng biết, nhưng mà con gái tôi nó lỡ mang thai với con trai của chị rồi, cho nên mình phải làm đám cưới thôi chị. Có thai nhưng mà có chắc là con của con tôi không? Dạ không có đâu cô ơi, tụi con quen nhau chung thủy, có chia tay đi rồi con cũng không có quen ai hết á. Tôi đâu có biết được, cái thứ con gái mà không biết giữ thân giữ mình như cô á, làm sao mà tôi tin được? Nếu như cô không tin á, cô về cô hỏi con trai của cô đi. Thôi được rồi, coi như là cái thai này á là con của con tôi đi. Tại con tôi ngu quá cho nên á, bị cái gia đình nghèo hèn như mấy người á gạt, muốn cưới cũng được. Mà tôi nói trước nha, muốn bước vô gia đình á, truyền thống danh giá nhà tôi á, làm dâu á thì phải theo luật lệ của gia đình tôi. Về làm dâu nhà tôi á là không được đi làm, phải ở nhà lo chuyện bếp núc, cơm nước, dọn dẹp, không có được đi ra ngoài, không được đi chơi, cũng không được đi mua sắm bất cứ thứ gì hết, hao tốn tiền của lắm. Muốn về thăm gia đình á thì phải xin phép tôi. Một năm chỉ được về 2 ngày thôi, không có được về nhiều. Chịu không? Chịu thì tôi cưới, còn không chịu á thì biến. Bà mới là biến đi khỏi chỗ này đó. Hả? Nói cái gì? Gia đình bà danh giá hả? Thì con gái tôi thì sao? Con gái tôi cũng là cành vàng lá ngọc nha. Tôi cho nó ăn học đàng hoàng, chứ không phải là dân ô xin mà bà đem về bển bà hành hạ nó. Hả? Gia đình bà giàu có, tiền bạc nhiều đúng không? Để đó mà ăn giọng cho hết đi, tôi không có cần. Cái thứ như bà á, cái loại người mà từ bỏ con cháu núm ruột của gia đình mình á, quả báo cũng tới à. Đi đi. Đi thì đi, chính miệng ông nói là không cần cưới đó nha. Làm gì cần lắm vậy? Thôi, không sao đâu. Có ba em ở đây với lại anh chị nè, đừng có lo. Sau này em sinh bé đó, chị chăm sóc giùm cho. Chị có kinh nghiệm mà, đừng lo ha. Nhưng mà bây giờ con em không có cha, giờ làm sao chị? Rồi á, em ra đường em không dám nhìn mặt người ta, rồi người ta còn dị nghị gia đình mình nữa, em sợ lắm chị. Con à, con đâu phải ăn trộm ăn cướp hay là vi phạm đạo đức xã hội gì đâu mà con ra ngoài con gặp mọi người không dám nhìn họ chứ. Cuộc sống của con như thế nào á, không có ai mà có quyền phán quyết cuộc đời của con hết á. Lan à. Dạ. Bác xin lỗi con vì bữa giờ bác đã dùng những lời nhục mạ. Con đừng giận bác nha. Bây giờ bác rơi vào hoàn cảnh này rồi, bác mới hiểu được sự chịu đựng và vất vả trong thời gian qua mà con đã phải chấp nhận làm người mẹ đơn thân như thế nào. Bác đừng có nói vậy mà. Con không có để bụng đâu. Bây giờ bác hiểu tại sao mà thằng con trai của bác lại thương con nhiều như vậy. Bữa nào rảnh con mời hai bác bên nhà qua nói chuyện với bác, rồi có gì hai bên tính chuyện đám cưới luôn. Dạ con cảm ơn bác.
Can, mẹ trở về rồi nè con. Bà Lại, tôi không có quen biết gì với bà hết. Tự nhiên về đây nhận mẹ tôi. Đi ra ngoài giùm cái đi. Đi đi. Con nói cái gì vậy? Mẹ là mẹ của con mà. Là mẹ hả? Sao con về đây làm dâu 4 năm rồi, con chưa từng nghe ba với anh Khang nhắc về cô? Con chưa bao giờ nhắc về mẹ cho vợ con nghe hả? Con với ba còn hận mẹ tới mức như vậy hả Khang? Vậy chứ bà nghĩ những cái chuyện của bà làm nó đáng tự hào? Đáng để tôi phải nhắc tới không? Bà bỏ đi tôi ra biển biển 6-7 năm rồi. Bây giờ bà giác cái mặt bà về đây làm gì nữa? Tại sao con nặng lời với mẹ như vậy? Ba. Chồng, anh khỏe không? Em trở về rồi nè. Cái tiếng chồng đó, bà kêu cái thằng bồ nhí của bà đi. Bữa nay bà về đây để làm gì? Thì nhà em về thôi. Bà dẹp cái bộ mặt giả tạo của bà đi. Cái loại người bà như thế nào tôi biết hết rồi. Anh có chửi em cỡ nào đi nữa em cũng không quan tâm tới đâu. Vì dù sao á, em với anh vẫn là vợ chồng hợp pháp với nhau. Với em nghe nói á, Mạnh Thường Quân á, sẽ cho gia đình mình một số tiền cất lại cái nhà này và chữa bệnh cho anh, đúng không? Thì ra là bà về vì chuyện này. Em nói cho anh biết, cái nhà này á, một nửa là của em. Ngày hôm nay em về á, em lấy những cái gì thuộc về em, và một nửa số tiền từ thiện á, em cũng lấy luôn. Tại vì nó thuộc về em mà. Anh không đưa một nửa số tiền từ thiện cho em á, thì em sẽ đi kiện ra tòa, kiện đòi nửa cái nhà này. Bác. Khốn nạn. Bà bình tĩnh đi bà. Bà bỏ cha con tôi đi 6-7 năm nay, bây giờ bà nghe có một chút tiền từ thiện, bà về đây bà đòi chia chác. Cái loại người của bà không có liêm sỉ. Chửi đi, cứ việc chửi nhiều vô, nhưng ông không có quyền đuổi tôi, vì đây là tài sản của tôi, ông biết chưa? Tôi không có một người mẹ như bà. Bà đi giùm cái đi, bà đi đi. Con không được quyền lên tiếng ở đây. Dù gì đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con. Con không được quyền lựa chọn. Chấp nhận đi. Tôi sẽ dọn vô phòng tôi ở. Còn ông á, đi xuống bếp mà ngủ nha. Tôi không có thích ngủ chung với mấy người già như ông. Ba. Khang đâu rồi? Dạ anh Khang đi công chuyện rồi cô. Cái gì? Mày mới kêu tao gì vậy? Tao là má chồng của mày đó. Cô của cô mất dạy. Rồi tại sao nhà thằng Khang nó đi thì còn ba người, mà mày dọn có hai cái chén làm sao? Tại vì hồi sáng anh Khang dặn là anh Khang không có về ăn cơm trưa, cho nên là ở nhà dọn hai cái chén thôi. Ý nó là không chấp nhận một người mẹ như tao trở về, đúng không? Hả? Nó đã mất dạy như vậy rồi, rồi nó lại đi dạy con vợ nó mất dạy như nó nữa hả? Mày là con dâu của tao, đáng lẽ ra một con dâu khôn khéo á thì phải biết nịnh nọt, o bế má chồng. Mày phải biết khuyên nhủ thằng chồng mày thuận thảo, lễ phép. Tao nói cho mày nghe, tao có sai á thì tao chỉ sai với cha con nó thôi, chứ tao không có sai với mày. Cho nên á, mày phải biết điều một chút đi. Ở đây tao hiền nha, tao hiền quá nha. Gặp ở nhà khác á, người ta cào cái đầu khô của mày á. Đi ra lấy cái chén cho tao mày. Không có đi đâu hết á. Là tôi dặn nó lấy hai cái chén đó, bà đừng có ăn hiếp nó. Tôi dặn vợ chồng nó là trong gia đình này chỉ có ba người thôi. Nhà này nghèo lắm, bà nhìn đi, nhà cửa hư dột rồi, không có tiền sửa, phải nhờ tới Mạnh Thường Quân. Thì cơm dư đâu ra mà để cho những cái kẻ lăng loài, kẻ khốn nạn, nham hiểm như bà chứ. Thằng Khang nó không có mẹ, mẹ nó chết cách đây 7 năm rồi. À, ông tính dùng cái cách này để ông giày vò tôi, để cho tôi phải đi ra khỏi căn nhà này đó hả? Ông nằm mơ đi. Một khi tôi đã trở về đây á, là tôi phải lấy cho bằng được số tiền của tôi. Tôi không lấy được tiền hả? Tôi không có bỏ đi đâu hết á. Ông nằm mơ đi. Bà khốn nạn. Khốn nạn hả? Khốn nạn sao? Khốn nạn à? Khốn nạn đâu hả? Nên nhớ nha, cái con sáu mai này á, không ăn được thì phá cho thôi. Bà bình tĩnh đi bác. Bà làm cái gì vậy? Ai cho phép bà này vô đây lục cái tủ? Lấy những thứ thuộc về tôi. Ông nói đi, cái sổ hồng của cái nhà này đâu hả? Ông mau đưa cho tôi, thẻ lên. Bà hết thuốc trị rồi. Rồi sao hả? Ông làm gì tôi? Con người gian xảo như bà, khi bà trở về ngôi nhà này,
Tôi đã lường trước được hết rồi. Bà nghĩ tôi để sổ hồng trong tủ để cho bà lấy một cách dễ dàng vậy sao? Giấu ở đâu? Ông giấu ở đâu? Ông nói đi, ông đưa đi cho tôi. Tôi không đưa. Không đưa. Tôi không đưa. Đưa đi. Không đưa hả? Không đưa. Ông đừng tưởng không đưa mà ông xong chuyện với tôi. Tôi sẽ đào nát cái nhà này lên để tôi kiếm cho bằng được cuốn sổ hồng. Trời đất ơi, nhà gì mà dột nát cái sợ luôn, biết sao ở được. Ôi, mệt mỏi luôn. Cái thằng Khoa, nó nói là bữa nay nó qua để nó đưa tiền. Sao giờ này chưa thấy qua? Có khi nào trời mưa rồi nó không qua không ta? Dạ, dạ con chào cô. Ủa, cậu là ai vậy? Dạ con Khoa, bên Mạnh Thường Quân đó cô. À, Khoa à. Dạ. Trời ơi, trời mưa trời gió vậy mà con cũng qua đúng giờ ghê. Trời. À, ngồi đi con. Dạ, cô mới pha bình trà nóng nè, để cô rót cho con uống ấm người nghe không? Dạ. Cô là cô Mai, vợ của chú Tùng, mẹ của thằng Khang đó con. Dạ, vậy con chào cô nha. Ừ. Bữa nay con tới con đưa tiền từ thiện sửa nhà với trị bệnh cho chồng cô đúng không con? Cái loại người trơ trẽn của bà còn dám mở miệng nói là mẹ của thằng Khang nữa hả? Tôi nói gì đâu sai, thằng Khang là do tôi sanh nó ra, tôi nuôi nó lớn, thì nó là con tôi là mẹ nó, có gì đúng đúng. Cô là mẹ ruột của thằng Khang đó con. Đủ rồi đó, bà dừng lại đi. Có chuyện gì vậy chú? Tôi xin lỗi cậu, chuyện này nói ra thiệt là xấu hổ, nhưng mà tôi không muốn lòng tốt, tiền bạc và công sức của cậu bị người khác lợi dụng. Ông nói gì vậy? Số tiền mà cậu cho tôi trị bệnh với lại sửa căn nhà này, bây giờ tôi quyết định tôi không nhận nữa, tôi không lấy. Nhưng số tiền này á, cậu đem đi giúp lại những cái hoàn cảnh khó khăn hơn tôi đi. Ông im đi. Tôi không muốn số tiền của cậu nó uổng phí. Nói cái gì vậy hả? Đúng là gia đình này rất cần tiền. Trước đó là để trị bệnh cho ba tôi, sau là cũng để sửa chữa cái nhà cho nó khang trang lại. Nhưng mà thật sự là khi mà nói chuyện với nhau lại rồi, gia đình này không cần có số tiền đó nữa. Bởi vì là không muốn nó rơi vào tay của những người không xứng đáng. Rồi sau này cái số tiền đó sẽ được làm gì? Sẽ đi nuôi những người đàn ông ở bên ngoài, chứ không nuôi bất kỳ một ai trong cái gia đình này hết. Con im đi. Mày là con của tao đó. Thôi, tôi hiểu rồi. Cô nè, cô đừng có nghĩ á là cô có cái tờ giấy kết hôn trong tay á là số tiền sửa chữa nhà này sẽ thuộc về cô. Đây là cái số tiền mà con cho mượn với cái điều kiện là vay nợ. Cái gì? Cho vay? Nhưng mà ngay từ đầu là cô đâu phải nghe như vậy. Thông tin cô biết được là con cho từ thiện mà. Bây giờ cô muốn hưởng lợi phải không? Con sẽ đem hợp đồng này ra tòa. Đến lúc đó là cô là người chịu hoàn toàn trách nhiệm với cái số tiền nợ mà gia đình sẽ ký. Nhưng mà đâu có ai mà cho không miễn phí đâu cô. Làm gì có cái lý đó. Thì bây giờ tiền này là tiền của con. Con muốn chuyển sang cái vấn đề vay nợ thì là cũng là chuyện của con thôi. Giờ gia đình mình thấy có đồng ý không ạ? Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Đó. Các người, cô thấy chưa? Bây giờ cô ngồi không mà cô muốn hưởng lợi của gia đình là sao? Được rồi, mấy người hùa nhau ăn hiếp tôi đúng không? Số tiền từ thiện không đáng nhiều đâu. Cho tôi cũng không được nhiều. Bây giờ không cho thì thôi, tôi không thèm. Tôi sẽ đâm đơn kiện ra tòa đòi một nửa cái căn nhà này. Ông nên nhớ nha, con Sáu Mai này nói được là làm được. Ông chờ đó. Cả nhà mình bình tĩnh nha. Con nói vậy á là để cho cô bỏ đi thôi. Chứ thật ra nè, anh xem đi, đây không phải là cái giấy nợ gì hết á. Thật sự á là con thương với hiểu gia đình mình, cho nên là con trao tặng cho gia đình mình cái số tiền này để chú chữa bệnh cũng như là sửa chữa lại căn nhà này. Chú nhận giúp con nha chú. Tôi mang ơn cậu. Dạ. Cả gia đình tôi mang ơn cậu nhiều lắm. Tôi xin nhận tấm lòng của cậu. Chú. Vậy xe cái kiểu gì mà chú làm rớt cái kính chiếu hậu của con luôn là sao vậy? Ê, cái con này, cái kính mà tự rớt liên quan tới tao. Tự là tự làm sao? Rõ ràng con thấy là chú dắt xe con chứ dù cái rầm nó rớt cái kính rõ ràng mà. Tao ở đây tao giữ xe vậy đó, mày làm gì tao?
Sao chú ngang ngược quá vậy? Rồi giờ ví dụ như mà con dắt xe chú vậy chú chịu không? Mày nói nhiều quá à. Có gửi không? Không gửi á, đem qua chỗ bãi khác gửi. Chú, sao cái kiến xe của con cũng bị rớt luôn rồi? Ê! Ghê! Tụi bay á, rắc rối quá à. Có cái kiến thôi à, làm như á 5-7 tỷ chẳng bằng. Nè chú, chú làm bảo vệ ở đây, chú không những không bảo quản tài sản của người khác mà chú còn hủy hoại tài sản của người khác là sao? Con phải báo chuyện này lên ban quản lý mới được. Tao thách mày đó, tao nói cho hai đứa bay biết nha. Ở đây á, nguyên cái bãi xe này, nguyên khu vực này, tao làm ông nội nè. Tao muốn làm thì tao làm. Mày giỏi mày đi bét đi, nhìn đi, xung quanh đây không có camera nào hết trơn á. Ai tin? Bằng chứng đâu ai tin? Rồi, con hiểu rồi. Vậy chú dắt xe ra giùm cho con đi, con không gửi ở đây nữa. Ở đây tao có trách nhiệm giữ xe, chứ tao không có liên quan tới dẫn xe. Mày muốn lấy xe á, tự mày dẫn đi đi, nha. Chú, thôi bỏ đi em. Cái ông này á, ông nổi tiếng là làm cha làm ông nội ở đây lắm. Ủa, tụi bay biết vậy hả? Biết vậy lần sau đừng dẫn xe tới nha. Dẫn tới tao không phải bẻ kiến đâu, mà tao đập xe tụi bay luôn á. Điên. Đi, đi. Thử đụng tao cái coi, đụng cái coi. Mày đụng cái đi. Ôi da. Tha mày đó. Mày hả? Dạ chú, con để xe ở đây được không chú? Mày muốn để đâu mày để, bãi xe mà. Mày không thấy tao chơi game hả? Phiền phức lịch sự xíu đi. Ồ chú. Chú nói chuyện vậy là sao? Chú là bảo vệ, chú giữ xe ở đây thì chú phải chỉ cho người ta cái chỗ nó đậu cho nó đàng hoàng chứ. Chứ nó muốn đậu đậu là đậu kiểu gì? Hả? Bây giờ đậu ở đâu được, chú nói rõ ràng một tiếng coi. Tôi vẫn chơi. Cậu để xe đây đi, tôi giữ. Cậu đi công chuyện đi ha. Thà chú nói vậy ta còn biết đường chứ, vô để đại là để chỗ nào? Giữ với đàng hoàng giùm con cái nha, xe mới đó. Cậu yên tâm đi, ở đây tôi giữ kỹ nhất luôn á. Rồi. Mày láo với tao hả mày? Xe mới hả? Giữ kỹ hả? Giữ kỹ nè, giữ kỹ nè, giữ kỹ nè, giữ kỹ, giữ kỹ nè, giữ kỹ, giữ kỹ, giữ kỹ nè. Tính làm ông nội tao hả mày? Ôi trời đất ơi, rớt nón nữa chứ. Ông bảo vệ đâu rồi? Ông bảo vệ. Ông con giữ xe cái gì nón rớt nè. Con xe chạy một đường dài ngoằng như vậy, ông làm ăn kiểu gì vậy? Đây nè, nhìn cái gì đó rõ ràng đây nè. Ủa, hồi nãy mình nhớ mình đạp xe bên này mà ta, sao bây giờ chạy bên kia được? Vô lý. Cậu ơi, cậu có nhầm lẫn gì không chứ? Hồi nãy tự cậu dẫn vô, tự cậu để chỗ này mà, tôi đâu có đụng gì tới xe cậu đâu. Nhầm lẫn cái gì mà nhầm lẫn? Trời đất ơi, ông làm hư xe người ta chạy một đường như vậy là sáng tôi đi nó còn bình thường lắm. Bị không nói nhiều nữa, ông đền tiền cho tôi đi. Cậu vô lý quá. Tôi làm á thì tôi mới nhận chứ. Đằng này tôi không có làm mất tôi đền là sao? Nhiều khi cậu đi ra ngoài kia đâu đó cậu da quẹt rồi nó chạy cậu tới đây cậu đổ thừa cho tôi đâu có được. Không có da quẹt cái chỗ nào hết. Hồi sáng là tôi từ nhà xong tôi chạy thẳng đây, tôi để xe ngay đây là để cho ông canh luôn nè. Bây giờ ông chối đúng không? Tôi thương lên công an đó, cái tội mà phá hoại tài sản người khác là tội không nhẹ đâu nha. Bớ mọi người ơi, bà con ơi, có cái thằng này nè, nó xâm chỗ nè, nó là giang hồ ở đâu á, nó tới đây nó hiếp ông già giữ xe nè mọi người ơi. Tôi la lên là mọi người tới bắt cậu lên phường chứ mấy là tôi đâu á. Ông làm giả với tôi hả? À, ở đây không có camera cho nên ông mới liều vậy chứ gì. Nhưng mà tôi có camera chạy bằng cơm đàng hoàng. Ra đây em gái. Biết ngay là chú sẽ nói chỗ này không có camera nên tôi đã quay lại tất cả những chuyện mà chú đã làm rồi. Sao? Vậy sao quán qua không được vậy? My. Hả? Sao kêu qua bên tòa nhà có công chuyện mà nhà này còn ở đây nữa? Anh qua gắn giùm cái gương đi, gắn qua không được à? Rồi đi đâu để té xe mà giờ phải gắn lại cái gương? Cái ông bảo vệ bển anh biết không? Không sao. Ổng là ông nội chỗ giữ xe đó luôn á. Em tới em gửi xe, cái ông giục cái xe em cái rầm một cái xong rồi cái kính chiếu hậu của em nó văng ra luôn. Cái em nói ổng, cái ổng làm trời làm đất cái bển á. Vì kỳ cục vậy xong quản lý kêu là ông bảo vệ đó đàng hoàng tốt tính lắm mà đâu có bậy bạ vậy được. Đi đi, đem qua gửi đi thì biết là tốt cỡ nào. Bữa nay anh có công chuyện rồi qua bữa sau đi anh qua anh coi thử sao chứ để vậy không được. Trời đất ơi. Mà không phải mình em đâu, còn biết bao nhiêu cái xe khác cũng bị hư luôn á.
Thì ra hai đứa mày cấu kết với nhau để quay lén tao đó hả? Thì ra là vậy. Đây, đưa đây, đưa điện thoại tao. Tại sao tôi phải đưa cho chú? Tôi phải đem bằng chứng này đem lên đưa cho ban quản lý để họ xử lý chú. Tao thách mày đó. Tao nói tụi mày biết nha, quản lý tòa nhà này á là bạn thân nhất của tao đó. Chú Tám, cái vụ gì mà ôm sầm vậy hả? Quản lý, coi nè, cái thằng này nó xâm chỗ nè, nó giang hồ đâu, nó vô nó phá cái bãi xe của mình á. Trời, anh Quân, sao anh có ở đây nữa vậy hả? Bữa nay sắp sửa giao nhà rồi, phải qua xem nhà coi còn sửa sang lại cái gì không nữa chứ. Dạ. Ủa, quản lý, thằng này là thằng nào vậy? Cái gì thằng? Đây là cậu Quân, chủ tòa nhà mới của chung cư mình nè. Chủ tòa nhà cũ á, người ta đi định cư nước ngoài rồi, cho nên là bây giờ sang nhượng cho cậu Quân. Bữa nay là cậu Quân tới đây để xem xét tòa nhà của mình đó. Cái vụ gì vậy chú? Dạ, tôi chào cậu chủ. Chào cô chủ. Chào gì anh Quân? Coi đi, xe mới hả? Giữ kỹ hả? Giữ kỹ nè, giữ kỹ nè, giữ kỹ nè, giữ kỹ, giữ kỹ nè, giữ kỹ, giữ kỹ, giữ kỹ nè. Tính làm ông nội tao hả mày? Chú Tám, sao kỳ vậy chú Tám? Con tưởng đâu là chú là người đàng hoàng chăm chỉ lắm, mà chú đối xử với người ta vậy hả? Bây giờ chú nhắm làm việc không được á, chú nghĩ con bướng người khác. Quản lý ơi, quản lý ơi, tôi biết lỗi rồi, bỏ qua cho tôi lần này đi. Tôi hứa tôi không làm làm sao nữa đâu. Chú khỏi nói nhiều nữa, lên phòng gặp con gấp, làm đơn xin nghỉ việc. Cậu ơi, cô ơi, cậu cô làm ơn á, bỏ qua cho tôi lần này đi. Tôi hứa là lần sau tôi làm thiệt là tốt, tôi không tái phạm nữa đâu. Hoàn cảnh gia đình của tôi nghèo lắm, tôi phải có việc làm thì mới đem tiền về nuôi vợ con tôi được. Nói giùm với quản lý một tiếng, đừng có đuổi việc tôi, cho tôi làm việc đi, tôi năn nỉ hai cô cậu đó, tôi năn nỉ. Nếu như chú cần công việc tới mức đó thì tại sao không tử tế với nghề đi, mà là chửi bới rồi còn hủy hoại tài sản của người khác nữa? Tại bữa giờ trời nắng nóng quá rồi tôi không được khỏe trong người đó, đâm ra ăn nói nó không có kiểm soát. Nhưng mà tôi hứa lần sau tôi không có tái phạm nữa đâu cô. Cái chuyện này anh không còn quan tâm nữa, em giải quyết chuyện này cho anh. Thôi, em thấy chú cũng hối lỗi rồi, thôi thì cho chú cơ hội đi. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Thôi được rồi, chú cứ làm việc tiếp đi, nhưng mà chú phải bồi thường những cái xe mà chú đã phá hoại, chú nhớ chưa? Phải, tôi phải bồi thường đầy đủ, không có thiếu cái gì hết trơn á. Quản lý ơi, chú Tám, lần sau là chú không được tái phạm nữa nghe chưa? Dạ, tôi nhớ rồi. Sắp tới là cho gắn hệ thống camera đầy đủ vô, tôi muốn giám sát cái tòa nhà này một cách chặt chẽ hơn. Rồi, anh Quân yên tâm nha, chuyện này anh Quân cứ đem. Chú đi làm đi, nhớ rút kinh nghiệm nha. Dạ, cảm ơn cô cậu nhiều lắm. Sao bây giờ mày mới về hả? Chỉ có cái chuyện về với nội thôi, mày cũng chậm trễ là sao? Mày có biết là nội đợi mày lâu lắm không? Lúc sống là cũng đợi mày, nên lúc chết là cũng phải đợi mày là sao hả? Mày tự coi đi. Chờ làm chi cho mệt cái thân vậy? Nội chờ nó có về sớm được đâu. Đi, đi vô đây ngồi. Thì nội đợi nó một chút xíu, cũng về tới giờ. Nội con mới về. Ê, trời ơi, trời ơi, cục cưng của nội. Dạ. Về hả? Dạ. Cho nội ôm một miếng rồi. Ôi trời ơi, cái con này mày làm gì vậy? Nội có sao không nội? Không sao, nội không sao. Chết. Trời đất thần ơi, cái mệt mình của tôi. Nội, tôi chứ nội không cần chi vậy? Tôi biết á là cái lớp nờ này á hả, con đánh 3-4 tiếng đồng hồ không? Ở dân bây giờ nội không cái nó bể nè, nó trơn rồi nè. Thiệt tình luôn nè, á. Nè, mới có mấy tuổi đầu à mà mày đặt hả, trang điểm lồng lộn. Rồi từ sáng tới giờ mày đi đâu? Bây giờ mày mới về. Sáng giờ em đi chơi với bạn em chứ giờ học trên Sài Gòn á hả, sự chết cũng chết, giờ liều rách một xíu làm gì la dữ hả? Vô tắm rửa thay đồ cho khỏe rồi ăn cơm với nội. Bữa nay á nội có nấu canh khổ qua mà con thích ăn á, ngon dữ lắm. Con đâu có ăn đâu, con đi ăn với bạn con. Nội ăn đi.
Thi. Sao mày không ở nhà mày chơi với nó một chút? Mày về mày mang tiếng mày thăm nội. Mà mày chơi với nó được bao lâu? Hay là mày về mày chủ yếu mày đi đàn đúm với bạn bè mày? Tôi đi chơi với bạn của tôi xong rồi chút nữa hả? Tôi đi thăm cô giáo cũ của tôi mà đàn đúm cái gì? Thôi nội đứng nó đi, con vô con lấy xíu đồ con đi. Lan, hay là ăn cơm xong rồi đi con? Dạ thôi, bạn con đang đợi ngoài kia nội. Nội ăn cơm với chị Hạnh đi. Nha, tôi không về. Bye bye nội. Con này. Thôi, cũng trễ rồi. Con vô dọn cơm cho nội ăn nha. Con cũng đói rồi đây nè. Nội mới về. Ê. Lan, Lan. Dạ. Chắc là con mệt lắm. Nội có pha ly nước cam cho con nè. Uống đi cho nó khỏe người. Thôi, muốn đâu nội. Uống đi con. Uống đi rồi vô ngủ ha. Nghe con nói. Nói chung con nói là con muốn mà nội cứ đưa hoài à. Đổ trơn kìa. Mày làm có thái độ gì vậy Lan? Em làm gì đâu. Tự dưng nội kêu muốn nước cam, em không uống rồi lỡ tay làm đổ thôi. Rồi biết giờ này mấy giờ chưa? Mày biết nội đợi mày từ sáng tới giờ không hả? Cái đó là nội tự đợi. Chứ em có bắt nội đợi đâu, tự nhiên ai la em. Mày nói cái gì vậy hả? Nội lo cho mày ăn học từ nhỏ tới bây giờ. Mày chỉ biết lễ nghĩa với người ngoài thôi hả? Còn người nhà của mày á, mày thái độ vậy đó. Thái độ cái gì? Thôi, thôi. Thì tôi về, tôi lo về, tôi đi chơi với bạn tôi thôi. Rồi tối tôi cũng về ngủ chứ mày có đi luôn đâu mà tự nhiên chị nói tôi như vậy. Trời ơi, bị xúc phạm tôi rồi đó. Thôi mà, hai đứa con đừng có cãi nhau nữa. Lâu lâu hai đứa về đây chơi với nội thăm nội thì để cho nội vui đi. Đừng có gây gỗ nhau. Nội buồn dữ lắm. Nội, nội chiều nó quá, bây giờ nó hư nó, nội thấy chưa? Tôi làm gì mà hư? Tôi đi chơi tối tôi cũng về, tôi có đi luôn đâu mà hư. Chị mắc cười quá à. Tôi phải có bạn bè, phải có công việc riêng của tôi chứ. Chống lại là về lúc nào cũng như chị ú rú trong nhà vậy đó hả? Em cũng đúng rồi. Cái loại như chị không có bạn cũng đúng. Suốt ngày chỉ biết rú trong nhà thôi hả? Thôi mệt quá, con đi ngủ. Làm nó làm đi. Làm làm ra miết. Kệ nó đi nội. Nội đã nói rồi. Con cứ la rầy cứ đánh em như vậy. Nội buồn dữ lắm con có biết không? Chứ con tức chứ bộ. Nó mang tiếng là nó về nó thăm nội. Mà có bao giờ nó ở chơi với nội tròn một ngày hay không? Hay là nó về đây á, nó mượn cái cớ để đi tụ tập với bạn bè nó. Ngày mai á là nó đã lên Sài Gòn lại rồi. Thôi đi ngủ nội ơi. Đi. Hứa với nội mà không được đánh em nữa nghe chưa? Dạ. Ê Lan, Lan, Lan con. Gì nội? Cái này là đồ ăn nội nấu cho con á, con đem về trển để dành ăn từ từ. Con nhớ ăn uống nhiều vô nha ông con, giữ gìn sức khỏe nha con. Thôi nội ơi, cái này nội để nội ăn đi, con không ăn đâu. Đồ nội nấu á mặn chát à. Hồi mấy lúc trước nội đưa cho con ăn xong cái con cũng đổ hết trơn, giờ lên cũng đổ à. Thôi con đi nha nội. Bye nội. Nhưng mà Lan. Nội, nó không lấy á thì để con lấy cho. Con thích đồ ăn của nội nấu lắm. Con đi một tháng sau con về rồi. Nội, nội ở nhà nội nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nội biết rồi. Con đi lên trển cũng ráng ăn uống vô, đừng để ốm nha con. Dạ con biết rồi. Đi đường cẩn thận nha con. Dạ con đi nha. Con đi nha. Nội.
Nội yên đi.